Biên niên cô đơn được ra đời ở trong một cái hoàn cảnh tạm gọi là nó rất là khó khăn. Chính bản thân của người viết là Thạch cũng rất là khó khăn khi viết cuốn sách này, bởi vì mình viết nó trong khoảng 3 năm, và 3 năm đó là 3 năm mà mình thất tình. Thà là đau luôn một lần để viết một cái ào luôn, đằng này không, mình không thể viết một lúc được, và cứ phải ok viết từng chút một, và cứ khoảng 3 năm như vậy thì mới viết xong được một cuốn sách. Khi mà sách ra mắt thì trong khoảng một tuần đầu tiên thôi thì bán đã được hơn 2.000 bản, và trong tháng đầu tiên thì bán được khoảng 5.000 bản, và cho tới ngày hôm nay là ra mắt được khoảng hơn một năm rồi thì số lượng bán ra được khoảng 25.000 bản. Và với Thạch thì nó là một trong những cái cuốn mà mình cảm thấy là cái nỗi buồn của mình nó rất là lấp lánh, nó rất là được nhiều người yêu thích nỗi buồn của mình. Và từ khi ra cuốn sách thì mình mới cảm thấy là bớt cô đơn, bởi vì sự cô đơn nó được rất là nhiều người đón nhận. Mình là một cái người yêu rất là nhiều, đau đớn cũng có, hạnh phúc cũng có, nhưng mà khi bình tâm lại, khi nhớ về những cái miền ký ức cũ, Thạch lại dùng câu chữ của mình để viết ra những cái dòng khắc cốt ghi tâm. Mình thấy mình là một người may mắn. Chính bản thân của Thạch cũng thỉnh thoảng đọc lại các tác phẩm, và gần đây nhất là ngồi cũng lật lại những cái dòng mà trong Biên niên cô đơn, và khi mình đọc lại mình thấy là trời ơi, sao mà cái giai đoạn này mình có thể buồn tới mức như vậy nhờ? Tại sao mình có thể viết những cái dòng mà nó đau khổ tới mức như vậy nhờ? Và tới thời điểm này thì mình nói ok thôi, mình sẽ không viết như vậy nữa. Mình đã được cô đơn rất là lâu để trân trọng cái sự cô đơn đó rồi, thì bây giờ là cái lúc giai đoạn mình phải sống rực rỡ. Khi mà hoàn thành xong Biên niên cô đơn thì mình gửi cái tác phẩm này cho các bạn làm biên tập sách và các bạn bên nhà xuất bản, và mình cũng nói luôn một câu là thôi ráng đi, buồn lần này nữa rồi thôi, đọc mấy cái thứ buồn 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 này lần này nữa thôi, sau này Thạch sẽ khác, Thạch không viết mấy này nữa đâu, Thạch sẽ viết những cái gì nó gọi là nó có câu chuyện nhiều hơn. Và mình cũng cảm thấy là bây giờ mình cũng đã gần 40 tuổi rồi, có thể là ngoại hình không tới 40 tuổi đâu, nhưng mà tâm hồn đã gần 40 tuổi rồi. Và ở 40 tuổi thì không thể nào mà cứ ngồi nói về chuyện yêu đương buồn bã hoài được, nó không còn đúng nữa. Và bây giờ mình cũng không yêu bằng các bạn trẻ bây giờ, còn mình thì mình sẽ viết về những cái câu chuyện nó có cái tính xã hội nhiều hơn, nó có câu chuyện nhiều hơn, và ít nhất là nó có thể dùng để chuyển thể qua những cái định dạng khác như là phim điện ảnh hay là phim series các kiểu, và mình cảm thấy đó là con đường mình nên đi. Khi mà các bạn nghe cuốn sách này thì các bạn sẽ cảm thấy được một cái việc là nỗi cô đơn ở trong đó là một cái nỗi cô đơn nó cũng rất là hoang dại, nó cũng rất là trẻ trung, nó cũng cho chúng ta một cái động lực để tiếp tục sống và đối diện, chứ không phải là cái kiểu mà cứ khép mình lại rồi cứ ru rú, hay là nỗi buồn cứ ôm cái nỗi buồn ở trong lòng. Mình là Nguyễn Ngọc Thạch, tác giả của Biên niên cô đơn, và xin hẹn gặp lại các bạn trên ứng dụng sách nói có bản quyền Phonos.